Gì cơ? Anh đưa thông tin về chiếc xe máy đó cho anh Jaemin rồi ư? Sao lại đưa? Nếu anh ấy tìm ra thì sao? Xe giả giấu đi rồi nên khó tìm lắm. Còn xe thật thì chúng ta chưa tìm được còn gì. Đừng lo, không dễ tìm được đâu. Sao cứ dính dáng đến tiệm bánh Han Ốc là anh ấy lại sốt sắng lên thế nhỉ? Có vẻ như anh ấy coi người nhà đó là gia đình. Gia đình gì chứ? Xe máy của tôi bị tai nạn, mong mọi người giới thiệu xưởng sửa xe nào tốt. Xe Kawasaki H2R này, tiếc thật, bị hỏng nặng không? Bị ngã nên xước xe thôi. Vậy anh đến xưởng sửa xe Dông San đi, ông chủ xưởng đó sửa giỏi lắm. Cảm ơn anh. Xưởng sửa xe Dông San. Gina, chị nghĩ người đó liên quan đến người học diễn xuất thì đúng hơn. Không thì làm sao có thể diễn một chuyện không có thật một cách tự nhiên như thế. Đúng rồi, từ giờ phải tìm hiểu theo hướng đó. Biết Na, con gái của mẹ. Biết Na. Mẹ, xin lỗi. Mẹ. Biết Na. Biết Na. Rốt cuộc là đi đâu mất rồi? Rõ ràng là mình cất trong tủ quần áo trong phòng mình mà. Chẳng nhẽ lại có chân chạy. Hay mẹ cất kỹ quá nên không nhớ nữa. Đồ quý như thế làm sao mà không nhớ được. Ông Kiên, có phải cậu lấy không đấy? Hả? Mình lấy hộp đó làm gì? Có biết đựng gì đâu mà lấy. Đừng vu oan cho người vô tội. Lạ thật đấy. Sao bố lại mang hộp này về? Rốt cuộc là đựng gì thế nhỉ? Em đến đây có việc gì thế? Chị, lâu rồi không gặp. Người nghiện bánh thì đến ăn bánh thôi. Em muốn ăn gì? Hay ăn bánh chủ đạo ở đây nhé? Vâng, bánh gì cũng được ạ. Mà chị ơi, chị vẫn ổn đấy chứ? Em tò mò không biết chị sống thế nào. Em cũng thấy có lỗi nữa. Giúp tôi với. Cô có sao không? Anh gì ơi? Anh không nhận ra tôi à? Cô là ai? Lần trước anh đã cứu tôi ở siêu thị. Bánh mật ong. À, là cô gái ăn bánh mật ong. Vâng, đúng rồi. Màn đẩy bụng. Không ngờ lại gặp anh ở đây. Xem ra đây là định mệnh rồi. Vâng, định mệnh. Thôi, hai người nói chuyện tiếp đi. Anh gì ơi, ân nhân cứu mạng của tôi ơi. Anh đi đâu đấy? Hình như em quen anh Sơ Chun. Quen chứ. Thì ra tên là Sơ Chun.
Anh Sơ Chun làm việc ở đây hả chị? Ừ. Tuyệt. Em nằm mê mệt nên mặt hốc hác quá. Lát nữa đi ăn trưa nhé. Vâng. Ông ơi, tạm biệt ông. Ừ, thế răng của ông thơm cái nào. Bố ơi, bà đi ăn trưa với ông đấy. Thế à? Vậy Thế Giang thì sao? Con phải đến trường mầm non chứ. Chỉ người lớn mới đến công ty thôi. Lảng vảng đến công ty làm gì thế không biết. Thế Giang nghe thấy đấy, nói năng cẩn thận. Anh xem này, có đúng là người này không? Em thử tìm người trong camera giám sát mà anh gửi cho em thì thấy na ná. Ừ nhỉ. Nhưng muốn biết chính xác hơn thì Sơn Hoa phải xem mới được. Vậy anh đưa cho cô Sơn Hoa xem nhé. Đừng nói là em tìm được. Hai đứa vẫn chưa nói chuyện với nhau à? Cô Sơn Hoa bảo không muốn gặp em nữa. Chắc bị ghét rồi. Có chuyện gì thế? Để lúc khác em kể. Người này là diễn viên tương lai. Diễn viên tương lai ư? Vâng. Em lục tung trung tâm đào tạo diễn xuất lên rồi chụp đấy. Để cho chắc chắn thì em đã tìm thêm hai người nữa. Cái thằng này, việc công ty thì không làm, lại đi tìm người thì biết làm sao đây? Không sợ bị đuổi việc à? Biết làm sao được. Bên thích nhiều hơn là bên B mà. Cô Sơn Hoa là bên A thì lại. Em cũng thật là. Đúng là người này rồi. Đúng rồi, anh tìm ở đâu vậy? Hả? À, anh lục tung trung tâm đào tạo diễn xuất lên đấy. Cậu ta là diễn viên tương lai. Cảm ơn anh, công nhận anh giỏi thật. Giờ em định thế nào? Phải bắt người này nói ra sự thật chứ nhỉ? Em sẽ đến gặp rồi năn nỉ. Nếu không được thì em cũng có cách rồi. Xuân Hoa này, Trần Minh gọi cho anh đấy. Bảo tìm được chủ xe máy thất rồi. Anh Jun Jae-min tìm được chiếc xe máy suýt gây tai nạn trước cửa công ty bánh đầy cúc ư? Ừ, vì là nhân viên của công ty đó nên chắc là kiểm tra camera giám sát và cũng biết biển số nữa nên tìm được. Sao thế? Không muốn để Jae-min tìm à? Em sẽ thử kiểm tra. Cảm ơn anh. Ừ. Đi nhá. Này, Bae Seo-jun làm sao thế? Đến bày tỏ tình cảm cũng không dám. Trưởng phòng, chủ tịch gọi chị. Tôi biết rồi. Sao bảo đi ăn trưa cùng phu nhân Ju-hye-ran mà giờ này vẫn còn ở đây? Anh đến đây có việc gì? Và bằng cách nào? Tôi đi bộ đến đây. Biến mau đi. Tôi không đi. Làm gì có chuyện trả ít tiền như thế chứ? Anh điên rồi à? Nghe nói phòng chủ tịch ở gần đây. Hay để tôi hét lên nhé. Đi theo tôi. Trả thêm cho tôi đi. Vở kịch ở nhà hàng lần trước, tôi phải thức cả đêm để tập đấy. Thế mà cô chỉ trả đủ tiền đổ xăng thì quá đáng quá. Thế anh muốn bao nhiêu? Cho tôi thêm 2 tờ nữa thôi. Không thì tôi sẽ khai hết là do trưởng phòng sai tôi làm. Cô gái ở nhà hàng hôm đó, tôi gặp lần đầu tiên trong đời. Nhưng mà số tiền tôi kiếm được quá ít so với trò tôi đã làm với cô ấy. Sao anh dám? Jun Jae-kyung. Mẹ. Chắc bây giờ Jun Jae-kyung đang bị ăn mắng nhỉ? Ăn miếng trả miếng. Thử bị hại theo cách cô làm với tôi đi. Nói thật đi xem nào.
Cậu mà bỏ trốn hay nói dối thì tôi sẽ không để yên cho cậu đâu. Cậu có quen cô gái gặp ở nhà hàng lần trước không? Tôi không quen người đó. Cô này bảo chỉ cần bắn lời thoại như thế thôi để cô ấy bị bẽ mặt. Im ngay. Mẹ, anh ta nói dối. Mẹ đừng tin anh ta. Thế cậu đã nhận thù lao chưa? Vâng, tôi nhận rồi. Mẹ, con đã bảo người này nói dối rồi. Con không quen người này. Không quen thì sao lại gặp ở đây? Rồi sao con lại hỏi cậu ta muốn bao nhiêu? Đây, ngân hàng Dehan người gửi Jun Chae Kyung số tiền 1 triệu won. Tôi xin lỗi. Này cậu, sao con có thể... Là hiểu lầm đấy mẹ. Hiểu lầm ư? Con cố tình gọi Sơn Hoa đến nhà hàng đó rồi nói dối là đi vệ sinh để tránh mặt. Trước mặt mẹ thì giả vờ an ủi, còn sau lưng thì cười mỉa. Thế mà là hiểu lầm ư? Không phải đâu mẹ, không phải thế. Mẹ hiểu lầm thật mà. Đừng nói nữa. Con gái mà lại đâm sau lưng mẹ thế này ư? Nói đi, vì sao con lại làm thế? Vì con không muốn mẹ thân thiết với Bông Sơn Hoa quá nên con làm thế. Vì con ganh tị. Gì cơ?